Ở chủ đề trước, các em đang dừng lại ở bài phép cộng phân số. Cô có phần kiểm tra bài cũ cho các em. Bài 1, tính. Câu A, 3 phần 5 cộng âm 3 phần 5. Đây là cộng hai phân số có cùng mẫu. Các em sẽ giữ nguyên mẫu và lấy tử cộng tử. Tử là cộng hai số nguyên đối nhau, có tổng bằng 0. Ta sẽ được 0 phần 5 bằng 0. Câu B, 2 phần âm 3 cộng cho 2 phần 3. Trước tiên, em sẽ đưa phân số 2 phần âm 3 này về phân số có mẫu dương là âm 2 phần 3 cộng 2 phần 3. Ta cũng sẽ giữ nguyên mẫu là 3 và lấy tử cộng tử. Ta sẽ được là 0 phần 3 là bằng 0. Câu 2, điền bộ chỗ trống. Trong tập hợp các số nguyên thì ta sẽ có A cộng âm A thì bằng 0. A trừ B thì bằng A cộng với âm B. Trong tập hợp các số nguyên thì A trừ B bằng A cộng âm B. Vậy trong phân số thì A phần B trừ C phần D, ta có thể thay phép trừ phân số bằng phép cộng phân số được hay không? Mà bài hôm nay cô và các em sẽ sang cái chủ đề phép trừ phân số, là bài 9 phép trừ phân số trong sách giáo khoa. Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0. Cô có 3 phần 5 cộng âm 3 phần 5 bằng 0. Thì tổng của hai phân số bằng 0, thì hai phân số ấy có quan hệ gì? Ta sẽ sang phần 1 nhỏ, số đối. Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0, mà số nguyên có thể viết thành phân số có mẫu là 1. Vậy ở phần kiểm tra bài cũ, các em đã tính được 3 phần 5 cộng âm 3 phần 5 bằng 0. Vậy ta sẽ nói âm 3 phần 5 là số đối của phân số 3 phần 5. 3 phần 5 là số đối của phân số âm 3 phần 5. Hay một cách nói khác, hai phân số 3 phần 5 và âm 3 phần 5 là hai số đối nhau. Cũng ở phần kiểm tra bài cũ, các em đã tính được 2 phần âm 3 cộng 2 phần 3 bằng 0. Tương tự, em hãy điền vào chỗ trống ở phần chấm hỏi 2. Ta nói 2 phần 3 là số đối của phân số 2 phần âm 3. Còn 2 phần âm 3 là số đối của phân số 2 phần 3. Hai phân số 2 phần 3 và 2 phần âm 3 là hai số đối nhau. Vậy thế nào là hai số đối nhau? Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Ta có định nghĩa sách giáo khoa trang 32. Ký hiệu số đối của phân số A phần B là âm A phần B. Vậy ta có A phần B cộng âm A phần B sẽ bằng 0. Ta sẽ tính được A phần B cộng âm A phần B là bằng 0. A phần B cộng A phần âm B cũng bằng 0. Vậy ta so sánh thấy 3 phân số âm A phần B, A phần âm B và âm A phần B bằng nhau, vì chúng đều là số đối của A phần B. Vậy ta cũng có âm A phần B bằng A phần âm B và bằng âm A phần B. Các em sẽ áp dụng các ký hiệu này vào làm bài tập nhé. Cô có bài tập, chọn câu trả lời đúng, cho biết x cộng 7 phần âm 11 bằng 0, khi đó x có giá trị là câu A, x bằng âm 7 phần 10, câu B, x bằng âm 11 phần 7, câu C, x bằng 7 phần âm, câu C, x bằng 7 phần 11, câu D, x bằng âm 7 phần 11. Ta biết x cộng 7 phần âm 11 bằng 0 thì x và 7 phần âm 11 gọi là hai số đối nhau. Vậy x sẽ là số, đó là phân số 7 phần 11. Ta sẽ có đáp án là câu C. Ta sang bài tập 58 sách giáo khoa trang 33. Tìm các số đối của các số đã cho trong bảng sau. Ta có số đối của 2 phần 3 là âm 2 phần 3. Số đối của âm 7 là 7. Số đối của âm 3 phần 5 là 3 phần 5. Số đối của 4 phần âm 7 là 4 phần 7. Số đối của 6 phần 11 là âm 6 phần 11. Số đối của 0 cũng là 0. Số đối của 112 là âm 112. Em hãy tìm cho cô số đối của phân số trừ âm 2 phần 7. Trước tiên, ta sẽ đưa trừ âm 2 phần 7 là bằng 2 phần 7. Em sẽ áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc ở chỗ này ha. Trước dấu ngoặc có dấu trừ, khi bỏ dấu ngoặc thì bên trong dấu ngoặc sẽ đổi dấu thành là 2 phần 7. Sau đó ta tìm số đối của phân số 2 phần 7 là âm 2 phần 7. Vậy số đối của trừ âm 2 phần 7 là âm 2 phần 7.
Để trả lời cho câu hỏi, có thể thay phép trừ phân số bằng phép cộng phân số được hay không? Ta sang phần 2 nhỏ, phép trừ phân số. Các em làm cho cô phần chấm hỏi 3. Hãy tính và so sánh 1 phần 3 trừ 2 phần 9 và 1 phần 3 cộng âm 2 phần 9. Cô có bài giảng như sau. Ở tiểu học, các bạn đã biết tính 1 phần 3 trừ âm 2 phần 9. Ta sẽ quy đồng mẫu của hai phân số này có mẫu chung là 9. Sau khi quy đồng, các em sẽ được 3 phần 9 trừ 2 phần 9. Ta sẽ giữ nguyên mẫu 9, lấy tử trừ tử, ta sẽ được là 1 phần 9. Còn 1 phần 3 cộng âm 2 phần 9, đây là cộng hai phân số không cùng mẫu. Các em cũng sẽ quy đồng mẫu chung của hai phân số này là mẫu là 9. Sau khi quy đồng, các em sẽ được 3 phần 9 cộng âm 2 phần 9. Ta sẽ giữ nguyên mẫu và lấy tử cộng tử, ta sẽ được 1 phần 9. Như vậy, ta so sánh thấy 1 phần 3 trừ 2 phần 9 là bằng 1 phần 3 cộng âm 2 phần 9, vì chúng đều bằng 1 phần 9. Ở chấm hỏi 3, các em đã so sánh và tính được 1 phần 3 trừ 2 phần 9 bằng 1 phần 3 cộng cho âm 2 phần 9. 1 phần 3 là số bị trừ, 2 phần 9 là số trừ. Âm 2 phần 9 là số đối của 2 phần 9. Vậy ta nhận xét thấy phép trừ ta có thể viết thành phép cộng, nhưng mà cộng với số đối của số trừ. Vậy muốn trừ một phân số cho một phân số, ta làm thế nào? Ta có quy tắc. Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ. Ta có công thức tổng quát. A phần B trừ C phần D sẽ bằng A phần B cộng với âm C phần D. Ta có A phần B trừ C phần D trong ngoặc cộng C phần D. Ta thực hiện trong ngoặc, ta sẽ có A phần B cộng với âm C phần D rồi cộng C phần D. Ở đây ta sẽ áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng, ta sẽ kết hợp âm C phần D cộng với C phần D là bằng 0 rồi cộng với A phần B sẽ bằng A phần B. Vậy ta có thể nói hiệu của A phần B trừ C phần D là một số mà khi cộng với C phần D thì ta sẽ được A phần B. Vậy ta sẽ có nhận xét là phép trừ phân số là phép toán ngược của phép cộng phân số. Các em sẽ vận dụng quy tắc của phép trừ phân số và làm cho cô phần chấm hỏi 4 sách giáo khoa trang 33 tính. Có 4 câu ha. Cô có lời giải như sau. Câu A, em sẽ xác định số bị trừ là 3 phần 5, số trừ là âm 1 phần 2. Vậy phép trừ thì mình sẽ viết thành phép cộng với số đối của âm 1 phần 2 là 3 phần 5 cộng cho 1 phần 2. Cộng hai phân số không cùng mẫu, em sẽ quy đồng mẫu chung. Sau khi quy đồng, em sẽ được là 6 phần 10 cộng cho 5 phần 10 sẽ bằng 11 phần 10. Câu B, số bị trừ là âm 5 phần 7, số trừ là 1 phần 3. Em sẽ lấy số bị trừ là âm 5 phần 7 cộng với số đối của số trừ, cộng với số đối của 1 phần 3 là cộng với âm 1 phần 3. Cộng hai phân số không cùng mẫu, em sẽ quy đồng mẫu chung của hai phân số này, mẫu sẽ là 21. Sau khi quy đồng, các em sẽ được là âm 15 phần 21 cộng âm 7 phần 21. Em sẽ giữ nguyên mẫu và lấy tử cộng tử, ta sẽ được âm 21 phần... Cô xin lỗi, âm 22 phần 21. Câu C, số bị trừ là âm 2 phần 5, số trừ là âm 3 phần 4. Ta sẽ lấy số bị trừ là âm 2 phần 5 cộng với số đối của âm 3 phần 4 là cộng 3 phần 4. Cộng hai phân số không cùng mẫu, em sẽ quy đồng mẫu chung của hai phân số này sẽ mẫu chung là 20. Sau khi quy đồng, em sẽ được âm 8 phần 20 cộng cho 15 phần 20. Ta sẽ lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. Vậy ta sẽ được kết quả là 7 phần 20. Câu D, âm 5 trừ cho 1 phần 6. Số trừ là 1 phần 6 cộng với số đối của số trừ là cộng với âm 1 phần 6. Âm 5 có mẫu là 1, vậy mẫu chung của 1 với 6 sẽ là 6. Sau khi quy đồng, mẫu chung em sẽ được âm 30 phần 6 cộng âm 1 phần 6 sẽ bằng âm 30 cộng âm 1. Tất cả phần 6 là bằng âm 31 phần 6.
Vậy trong quá trình thực hiện phép trừ đối với phân số, các em cần phải để ý kỹ cho cô đâu, xác định kỹ đâu là số bị trừ, đâu là số trừ để không bị sai nhiều dấu. Có ví dụ, tìm x viết x trừ 2 phần 3 bằng âm 1 phần 6. Cô có bài giải như sau. X trừ 2 phần 3 bằng âm 1 phần 6. Em sẽ giữ nguyên x bên với trái, với phải là âm 1 phần 6. Và chuyển âm 2 phần 3 qua bên phải, thì áp dụng quy tắc chuyển vế thì phải đổi dấu. Trừ 2 phần 3 đổi dấu, chuyển qua đổi dấu thành là cộng 2 phần 3. Ở đây là cộng hai phân số không cùng mẫu, em cũng sẽ quy đồng. Mẫu chung của hai phân số này là 6. Sau khi quy đồng, em sẽ được là âm 1 phần 6 cộng 4 phần 6. Vậy x sẽ bằng là 3 phần 6 và ta sẽ rút gọn được là bằng 1 phần 2. Ở ví dụ này, đúng với phần nhận xét, phép trừ phân số là phép tấn ngược của phép cộng phân số. Ta sang bài tập 61, sách giáo khoa trang 33. Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai. Câu thứ nhất, tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu. Câu thứ hai, tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử. Câu A, câu nào là câu đúng? Câu B, theo mẫu của câu đúng, em hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số có cùng mẫu. Về câu đúng là câu thứ hai. Tổng của hai phân số cùng mẫu phải là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử. Vậy em sẽ phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu là: hiệu của hai phân số có cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng hiệu các tử. Cô có ví dụ 6 phần 7 trừ cho 8 phần 7. Đây là trừ hai phân số có cùng mẫu là 7. Thì em sẽ giữ nguyên mẫu là 7 và lấy tử là 6 trừ 8. Thì sẽ bằng là 6 cộng với âm 8. Tất cả phần 7 sẽ được ra kết quả là âm 2 phần 7. Hay là ví dụ thứ hai, 1 phần 3 trừ 2 phần 9. Thì nãy ta đã thực hiện rồi ha. À, ta sẽ được làm kết quả là 1 phần 9. Vậy trong quá trình thực hành làm bài tập thì các bạn cũng có thể thực hiện khi trừ hai phân số có cùng mẫu như trong trường hợp này. Ở bài phép trừ phân số, hiện ta cần nắm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là số đối. Trong số đối, hiện ta có định nghĩa, ký hiệu và ví dụ của nó. Cái nội dung thứ hai là phép trừ phân số. Các em cần nắm là quy tắc phép trừ phân số, công thức tổng quát. Ở bài phép trừ phân số, em sẽ vận dụng vào biết tìm số đối của một số, vận dụng vào thực hiện phép tính và vận dụng vào bài tập tìm x. Vì qua bài này các em cần nắm vững các kiến thức cho cô, đó là định nghĩa hai số đối nhau, cách tìm số đối của một phân số, rồi quy tắc trừ hai phân số và công thức tổng quát. Bài tập về nhà, các em sẽ làm cho cô bài tập 59, 60, 62, sách giáo khoa trang 33 và trang 34. Bài học đến đây là hết rồi, cô xin chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.